xin kính chào cô chú và anh chị ạ. Bên con hôm nay có một số cặp sứ Thái ghép xin giới thiệu đến với cô chú và anh chị ha. Dạ con xin được chia sẻ là bên tụi con có cung cấp phân dơi nữa. Con bán một túi này là giá 20.000. Phân này mình bón được cho tất cả các loại cây trồng luôn. Đối với cây kiểng á, là nó giúp cây của mình, nó có bộ rễ khỏe nè, bộ lá dày, xanh, ít sâu bệnh và cây ra nhiều nụ, hoa to, hoa có màu sắc tươi đẹp ạ. Cái phân này là do trang trại bên nhà tụi con nuôi để lấy phân cung cấp ha. Dạ con quay trở lại con bán cây sứ ạ. Đây là cặp số 1. Cặp số 1 là có cây này là tấn hỷ. Cây tấn hỷ hoa ba lớp, hoa màu đỏ. Cây tấn hỷ nó được 4 bo ha. Rồi qua đây cây này hai giống là Long Quân, hoa dạng cánh kép hoa hồng, giống Huế Nam hoa màu hồng, có sọc. Cây này 5 bo. Cặp này số 1 giá 260. Qua đây cặp số 2. Số 2 có cây hồng bích với cây kim anh. Cặp này nếu mà mình mua mà có điều kiện mình vận chuyển ship hàng bằng xe á, mình không có nhổ cũ ra thì mình về có hoa để ngắm liền ha. Đang cho nụ búp hết rồi. Cây này kim anh, hoa màu cam, có gân ha. Hoa nhãn cánh kép, cây này thì 6 bo. Cây này có bộ tàn xòe ra đều. Cũ nó tầm khoảng gần 2 gang tay của con ha. Rồi qua đây là cây hồng bích, hoa nó dạng cánh kép, hoa ba lớp. Ố con xin lỗi, hoa nó dạng cánh kép, hoa màu trắng, cánh viền hồng. Cây này thì 5 bo. Nụ của nó thì nó bằng đầu đũa ha, có cây bằng ngón tay luôn. Củ này có hình hơi quái. Cặp này là số 2, giá 280. Qua đây cặp số 3. Có cây T1 với cây hồng 2 lớp. Cây này T1, hoa của nó màu đỏ ha, cánh của viền. Cây này 3 bo. Củ của cây T1 này thì tầm khoảng bằng cái hộp sữa 400g á. Củ này con chưa có cơi lên. Và qua đây là cây hồng 2 lớp. Cây này 4 bo. Cặp này là số 3, giá 240.000. Qua đây cặp số 4. Có cây lạ Long Quân với cây kim lân. Cây này kim lân, hoa dạng cánh kép, hoa đỏ. Cây này 4 bo. Củ của cây kim lân này tầm khoảng gần 2 gang tay con ướm lại ha. Và qua đây là Long Quân, hoa dạng cánh kép, hoa hồng. Cây này thì 4 bo. Cây này có thân cây màu hơi tím nè ha. Cặp này số 4, giá 200.000. Qua đây cặp số 5. Có cây thảo liên với lại cây gút lúc. Cây này thảo liên, hoa dạng cánh đơn ha, 5 cánh màu tím có sọc. Giống này thì nó xuyên hoa. Cây này thì 3 bo nè. Củ nó tầm khoảng 1,5 gang tay con vòng lại ha. Qua đây là cây này gút lúc, hoa màu hồng. Cây này 4 bo. Củ cây gút lúc này thì khoảng gần 2 gang tay con ướm lại. Cặp này số 5, giá 240. Qua đây cặp số 6. Có cây Reti với cây sương mù. Cây này sương mù ha, hoa như hình ốp ha. Cây này 3 bo. Cây mình đang cho nụ. Củ của cây sương mù này khoảng 2 gang tay con ha. Và qua đây cây Reti, hoa nó màu vàng, dạng cánh kép. Giống này có hương thơm nhẹ. Cây này thì 3 bo ha. Cặp này là số 6, 220.000. Qua đây là cặp số 7. Có cây Noel với cây Thái Dương. Cây này Noel ha, 3 bo. Cây đang cho nụ. Cặp này cây Noel thì vô chậu 8 ha. Cái củ của nó thì khoảng bằng cái hộp sữa 400g. Qua đây là cây Thái Dương. Thái Dương thì vô chậu 9.
Cây thái dương này năm bo. Cặp này số 7 giá 240. Và đây số 8. Số 8 có cây anthracene với cây D5. Cây D5 hoa dạng kép. Cây này thì 4 bo. Củ nó thì tầm khoảng bằng lon sữa 400g ha. Qua đây cây anthracene. Hoa như hình ớt ha. Cây này 4 bo. Cặp này là số 8 giá 240.000. Qua đây cặp số 9. Số 9 là có cây này hai giống Ngọc Băng và D5. Ngọc Băng hoa trắng dạng kép. Cây này thì 4 bo. Củ nó khoảng 1,5 gram tay mình ướm lại ha. Và qua đây là cây Kim Anh. Kim Anh hoa màu cam có gân. Cây này thì 2 bo ha. Củ nó thì to khoảng 1,5 gram tay mình ướm lại. Cặp này là số 9. Ít bo 120.000 cặp. Qua đây số 10. Số 10 có cây tím búp bò với lại cây hồng bích. Cây này hồng bích ha, cây mình đang cho nụ nè. Cây hồng bích này nó được 3 bo. Củ của nó thì tầm khoảng bằng cái lon sữa 400g ha. Và qua đây cây tím búp bò. Hoa như hình ha. Cây này 3 bo. Củ nó thì tầm khoảng bằng cái hộp sữa ông thọ ha. Con bán cái lô này là nó hai loại màu tím ha. Cặp này số 10, 200. Ở đây cặp 11. Có kim lân. Với cây này hai giống. Hồng ngọc hoa dạng cánh kép hoa hồng và reti hoa dạng cánh kép hoa vàng. Cây này thì 4 bo. Củ nó thì to khoảng 1,5 gram tay mình ướm lại. Và qua đây là cây kim lân, hoa màu đỏ, dạng cánh kép, cây mình đang cho nụ nè. Cây này nó nở ra là nhìn cây đỏ rực rỡ luôn ha, nụ quá tay luôn. Củ của cây kim lân này khoảng cỡ 2 gram tay mình ha. Cặp này là số 11, giá 240.000. Qua đây là cặp số 12. Số 12 là có cây kim phụng hoa màu hồng ha. Cây này 2 bo. Nó 2 bo nhưng mỗi bo ra tựa này hơi nhiều nữa. Bo ra được 3 tựa. Ít bo thì con bán giá mềm về cô chú anh chị mình ngắm hoa ha. Củ nó thì khoảng 1,5 gram tay mình ướm lại. Và qua đây là cây màu tím. Hoa của nó là màu tím than. Cây này thì 3 bo. Có 2 bo đã ra tựa dài ha, còn 1 bo thì ghép lại mới ra lá non. Củ này khoảng 1,5 gram tay mình ướm lại ha. Cặp này số 12, giá 140.000. Qua đây cặp số 13. Số 13 có cây ngọc băng với cây màu tím. Cây này ngọc băng, hoa dạng cánh kép, hoa màu trắng. Cây này 4 bo. Cây ngọc băng thì nó có cái vết sẹo này nè ha. Vết sẹo này đã được xử lý lành rồi. Qua đây là cây màu tím. Hoa nó dạng cánh kép màu tím than. Cây này thì 5 bo. Cái củ của nó là khoảng bằng lon sữa 400g. Cặp này củ đều nhau bằng. Rồi, cặp này số 13, ngọc băng màu tím, giá 180.000. Dạ, bên tụi con là xếp hàng phân dơ và hoa sứ trên toàn quốc luôn ha. Nên khi cô chú và anh chị mua hàng thì xin cô chú và anh chị hãy hỗ trợ cái phí ship cho tụi con ha. Và cô chú và anh chị yêu thích hoa sứ laser thì xin hãy bấm like để ủng hộ. Và đồng thời mình nhấn đăng ký để mình có thể cập nhật những thông tin mới và những mẫu hoa đẹp. Dạ, con xin cảm ơn cô chú và anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ hàng cho tụi con trong thời gian qua. Con xin cảm ơn rất nhiều ạ.